Xin chào các bạn. Từ trước đến nay, tai nghe giá rẻ tại Việt Nam là phân khúc sôi động nhất. Nhưng đáng tiếc là số tai nghe earbuds gây ra ấn tượng lại rất ít. Một vài tai nghe earbuds từng làm mưa làm gió trên thị trường, có thể kể đến như là Sony 828, 808, 804 hoặc như Philips 3800. Hôm nay mình xin mở hộp và đánh giá nhanh một chiếc tai nghe cũng trong phân khúc đó, là chiếc tai nghe earbuds giá rẻ của Marai, là Marai M100 với tên gọi cũ là Bardol M100. Về phần đóng hộp bao bì sản phẩm, mặt trước các bạn có thể nhìn thấy chiếc tai nghe được in trên mặt trước của sản phẩm. Phía bên trái có slogan của hãng và QR code. Phía bên phải có một số thông tin về sản phẩm, tuy nhiên nhưng mà bằng tiếng Trung, tại vì Marai là một hãng sản xuất và thương hiệu của Trung Quốc. Mặt sau có các thông số kỹ thuật của sản phẩm như là thiết kế dây hình tam giác, và đây là một loại dây trục chuối. Tai nghe có trở kháng cao, và một số thông tin quan trọng ở dưới như là kích thước driver 16mm, trở kháng 32 ohm, độ nhạy 110 dB, giải tần đáp ứng từ 20Hz đến 20.000Hz. Thôi mình sẽ mở hộp cho các bạn cùng theo dõi. Có một điểm rất hay ở mẫu tai nghe này là M100 còn có một người anh em là M100A, giống hệt nhau. Chỉ có điều M100A là bản có mic dành cho smartphone. Cực hiếm chiếc tai nghe earbuds ở tầm giá này có chất lượng tốt mà lại có mic. Về phụ kiện sản phẩm cũng không có gì nhiều, có hai tờ giấy hướng dẫn sử dụng hết. Và đây là chiếc tai nghe của chúng ta, được đựng trong một cái bao bằng ni lông. Chiếc bao này thì sẽ kiêm luôn cả cái túi bảo vệ tai nghe, các bạn không cần phải mua thêm. Ngoài ra còn được nhà sản xuất tặng kèm thêm hai đôi bông. Khi mua tai nghe ở Sun Vũ Audio, các bạn sẽ được tặng bông earbuds miễn phí khi mua sản phẩm. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Marai M100. Có một điểm mình rất thích ở chiếc tai nghe đó là phần dây của chiếc tai nghe được làm thành hình tam giác. Theo như nhà sản xuất nói thì phần dây này giúp chiếc tai nghe được chống rối tốt hơn. Và housing về phần vỏ hộp loa được làm bằng nhựa bóng, mình nhìn trông rất nhỏ gọn đáng yêu, nhìn như kiểu một chiếc loa phóng thanh thu nhỏ vậy. Phần ngã ba của dây được khắc mã sản phẩm M100 và được thiết kế rất chắc chắn. Phần rắc của chiếc tai nghe cũng được gia công rất tỉ mỉ, cũng có logo của hãng. Phần rắc này được mạ vàng giúp tăng khả năng tiếp xúc giữa tai nghe và thiết bị phát nhạc. Về chất âm của sản phẩm, về tổng thể thì tiếng của M100 khá là thoáng. Nếu mà trong cùng phân khúc thì chiếc Marai M100 có chất lượng sản xuất và gia công hoàn thiện tốt, không thua kém gì những mẫu Sennheiser hoặc Samagic đắt tiền hơn. Nói chung về mặt thiết kế, chất lượng hoàn thiện hay đóng hộp không có gì để chê chiếc Marai M100. Phần dây và phần chia của chiếc tai nghe rắc cắm để có hình tam giác đem lại cho M100 vẻ bề ngoài cá tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.